Trước khi mà anh xài cái sản phẩm Natural Nu Pedicure, anh đã thấy khách hàng mình như thế nào và cái lượng khách như thế nào, anh có thể chia sẻ cho anh chị em mình trong ngành nail? Dạ, cái này là mình làm nail cũng khá lâu rồi. Dạ. 14 năm. Dạ. Hồi xưa là xài bình thường thôi, kịp. Dạ. Xài còn là những cái sản phẩm pedicure mà muối rồi này kia đó. Nói chung là nó toàn là chemical. Dạ. Chemical nhiều. Mình có cơ hội là có người bạn giới thiệu cái này mà lâu lắm rồi nhưng mà mình không có làm. Dạ. Thì mình nghĩ nó hồi nào giờ làm cái kia nó quen rồi đó. Dạ, dạ. Cái này mình cũng không có thích lắm. Dạ. Rồi nó cũng có cái duyên nữa thì mình sau này mình cứ nghĩ á thì cái mình phải thay đổi một cái gì đó cho nó mới. Dạ. Mới đầu thì mình kêu ok thì để mình làm thử nó có gì khác biệt không. Dạ. Mình làm mới đầu mình vô thì mình cũng làm, mình vẫn giữ nguyên cái sản phẩm cũ của mình. Dạ. Nhưng mình chỉ bỏ cái này vô thôi, cái ngày đầu thôi mình vô thì mình nói chuyện với khách, mình nói tao có thử cái này, tao cũng nghiên cứu kỹ rồi nhưng mà tao muốn bỏ cái này vô để cho nó tốt cho mày rồi cho tao trong tiệm nữa. Tại vì cái này còn là natural, không có cái product natural. Thì mình vô mình làm, mình bỏ vô ngày đầu thì khách nó quá thích luôn. Nó thích, mình hỏi từng người một. Tại vì mình làm lâu rồi thì khách quen nhiều, mình mới hỏi. Thì nó nói bỏ vô đi, nó ủng hộ. Thì nó thích, tại vì cái này nó nói nó feel được. Mỗi lần làm cái chân của cái sản phẩm kia thì khách nó không có feel cái đi ra nó thì nói chung nó cũng relax, nhưng mà nó đi ra rồi thì nó không có cảm thấy, nó không có lát lo, giống như nó không có feel giống như cái này. Yeah. Cái này nó nói là nó sẽ trở lại ngày bữa sau, nó trở lại, nó nói là nó cảm thấy nó feel nguyên đê luôn, cả cái ngày đó luôn. Yeah, yeah. Nó rất thích. Thành ra là mình mới quyết định nó ok. Cũng nhiều người mình hỏi thì nó rất thích, và có nhiều người gọi điện thoại cho nói là ok anh em này làm cái, bỏ cái service này vô đi, rồi mình mới bỏ cái này vô. Rồi cái ngày đầu, ngày bữa sau, có nghĩa là 3 ngày sau, có nghĩa là mình thay đổi hoàn toàn luôn. 3 ngày sau có nghĩa là mình dẹp hết tất cả cái cũ. Cái cũ mình mua rất nhiều galon bự nhiều lắm, cái package đó. Yeah. Mình cho hết người ta. Wow. Rồi mình bỏ cái này vô. Yeah. Thì mình giới thiệu với khách, bởi vì khi mình bỏ cái này 100% vô thì mình mới nói chuyện với khách được. Mình giới thiệu với khách đó, bây giờ mình có một cái bảng size ở ngoài đó. Yeah. Có cái banner là natural product. Yeah. Thì mình mới nói là ok, bây giờ tao mới đưa cái sản phẩm này vô trong tiệm tao để cho nó tốt cho mày, nó tốt cho tao trong mày nữa. Yeah. Thì nó không có chemical, nó rất là, yeah, là tốt. Thì khách nó mới hỏi nó tốt như thế nào, thì mình mới nói thì mày cứ thử rồi mày feel thôi, nó hoàn toàn là natural. Yeah. Nó tốt.